Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 21 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Bây giờ sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự tối nay. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường gặp mặt đối thoại với những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 1944, 22 tháng 12 2023 và 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Sekong đánh giá hợp tác phòng chống ma túy. Một những điều trông thấy có tổng hợp Quảng Nam, một tuần có 3 vụ việc vi phạm pháp luật nổi cộm được đưa ra ánh sáng. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị, sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, phiên toàn thể về ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước tiếp tục diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các đầu cầu tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương, các đồng chí trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và đông đảo cán bộ công chức viên chức người lao động của Bộ Ngoại giao. Khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay, các hoạt động đối ngoại diễn ra sôi động, liên tục, đồng bộ, hiệu quả, củng cố vững chắc hơn, cục diện đối ngoại rộng mở, thuận lợi cho giữ vững môi trường hòa bình ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế đất nước. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã thực hiện 45 chuyến thăm tới các nước láng giềng, các đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống và đón gần 50 đoàn lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế tới thăm, tạo nên bước phát triển mới về chất lượng trong cục diện đối ngoại và hội nhập quốc tế của nước ta. Những kết quả đó cũng khẳng định nền đối ngoại và ngoại giao mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bản sắc văn hóa và truyền thống ngoại giao, hòa hiếu, nhân văn, nhân quật cường của dân tộc. Trong phiên họp hôm nay, thông qua các tham luận của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đã cho thấy bức tranh toàn cảnh về nền ngoại giao Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời đánh giá khách quan toàn diện những kết quả đạt được. Trên cơ sở đó, hội nghị sẽ thảo luận đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là việc cụ thể hóa và tổ chức triển khai những chủ trương và định hướng lớn về đối ngoại trong thời gian đến. Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường chủ trì hội nghị đối thoại với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng tham gia có trưởng ban dân vận tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn. Đây là dịp để các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền và các cơ quan liên quan lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con vùng cao, mong muốn các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc tiếp tục phát huy vai trò để gắn kết cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường bày tỏ vui mừng được gặp mặt đối thoại với các già làng, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua hội nghị nhằm hiểu sâu sắc hơn tình hình thực tế, nhất là những khó khăn vướng mắc mà các địa phương đồng bào dân tộc thiểu số đang gặp phải, kịp thời chỉ đạo giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền, tháo gỡ các vướng mắc bức xúc về cơ chế chính sách, các kiến nghị đề xuất chính đáng của đồng bào. Nhiều ý kiến của các già làng, trưởng bản và người có uy tín ghi nhận sự quan tâm của Đảng, Nhà nước triển khai nhiều chính sách phát triển vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, giúp bà con vùng cao vượt qua mọi khó khăn, thử thách của thiên tai, bảo tồn văn hóa truyền thống và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Tuy nhiên, theo bà con vùng dân tộc thiểu số, thì đi cùng với phát triển cũng xuất hiện những khó khăn, vướng mắc cần được Nhà nước quan tâm. Kính đề nghị tỉnh có ý kiến với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công ty cao su Quảng Nam chuyển nhượng lại một phần diện tích đất trồng cây cao su ở gần nhà dân và những cái khu đất là sát đường giao thông trên địa bàn xã Sông Trà và xã Phước Trà để cấp cho nhân dân có đất sản xuất, làm nhà ở và dự nguồn đất quy hoạch tái định cư về sau này. Chỗ sát đuổi mặt bằng, hiện nay Tây Giang cùng nói chung của các huyện chắc cũng như thế. Thì rất là nhiều chủ trương đường lối của Đảng, chính sách đặc biệt của xoán uốn đằng tái định cư cho nhân dân, tức là một số tách hộ mới, mỗi cặp vợ chồng tách hộ không có đất ở, đề nghị tức là tỉnh sẽ có một cơ chế như thế nào đó
tiếp tục đầu tư san ủi mặt bằng cho các cho huyện Tây Giang một số hộ mà mới phát sinh. Tính đến cuối năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước của 9 huyện miền núi tăng trên 20% so với cùng kỳ năm 2021 và vượt 60% kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người hơn 22,6 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 26,7%, lao động qua đào tạo đạt 46%, đường giao thông nông thôn được cứng hóa đạt 75,4%, có 97% thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa, tỷ lệ che phủ rừng đạt 66,84%. Đây là những nỗ lực rất lớn của tỉnh Quảng Nam, từng bước đưa miền núi phát triển, giảm nghèo bền vững. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao và ghi nhận các ý kiến, đặt vấn đề của các đại biểu đề cập. Lãnh đạo tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cộng đồng các dân tộc thiểu số, trong đó đặc biệt là miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Nhiều mục tiêu đã đặt ra, phải phát huy mọi tiềm lực lợi thế của miền núi và huy động có hiệu quả các nguồn lực để phát triển toàn diện kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ và phát triển rừng, tài nguyên khoáng sản, môi trường sinh thái, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, tập trung xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giữ vững khối đại đoàn kết trong toàn dân tộc, bảo đảm quốc phòng an ninh, thu hẹp dần khoảng cách giữa đồng bằng và miền núi. Để thực hiện được mục tiêu quan trọng góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục nỗ lực cố gắng không ngừng trong phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh, trong đó có vai trò quan trọng của đội ngũ người có uy tín ở các huyện miền núi. Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cũng đã tặng quà cho các già làng, người có uy tín, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sáng nay tại thành phố Tam Kỳ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 1944, 22 tháng 12 2023 và 34 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 1989, 22 tháng 12 năm 2023. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Phan Thế Bình, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo quân đội là người con quê hương Quảng Nam. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng thời nghe cập nhật thông tin về tình hình thời sự thế giới, khu vực, trong nước, một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng khẳng định, đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa chính trị quan trọng của cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của cán bộ chiến sĩ và nhân dân đối với các bác, các anh, các đồng chí, những người đã cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, giải công xây dựng quân đội, lực lượng vũ trang, dìu dắt các thế hệ cán bộ chiến sĩ trưởng thành, lớn mạnh như ngày hôm nay. Đồng chí Lê Văn Dũng mong muốn các đồng chí cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác, tiếp tục đóng góp ý kiến, kinh nghiệm, giúp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 34 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12, trước đó trong chiều qua, Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh từ năm 1997 đến nay. Tại buổi gặp mặt, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Lê Trung Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thông báo một số kết quả nổi bật của tỉnh Quảng Nam trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương của lực lượng vũ trang tỉnh trong năm 2023.
là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang quân khu 5 và được đề nghị chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc. Đại tá Lê Trung Thành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, đóng góp to lớn của các đồng chí nguyên ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trong quá trình xây dựng và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh. Mong rằng trong thời gian tới, các thủ trưởng tiếp tục quan tâm theo dõi, đóng góp ý kiến để xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự. Thưa quý vị, sáng nay, Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam tổ chức tổng kết và bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị dành cho cán bộ của tỉnh Sê Công, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Dự bế giảng có Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy tỉnh Sê Công, Lào, Vít Đa Vôn và Sà Ngã. Về phía Quảng Nam có trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Chiến, đại diện lãnh đạo Trường Chính trị Quảng Nam. Qua 6 tháng đào tạo, khóa học giúp các học viên trang bị một cách có hệ thống những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước Việt Nam, những vấn đề cơ bản về khoa học, lãnh đạo, quản lý và một số kiến thức liên quan, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội giữa Quảng Nam và Sê Công. Phát biểu tại buổi bế giảng, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Chiến khẳng định, thời gian qua phát huy truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam, Lào nói chung, Quảng Nam, Sê Công nói riêng đã tăng cường hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó có công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Trong khóa đào tạo lần này, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Chiến mong muốn thông qua kiến thức kinh nghiệm tiếp thu từ khóa học sẽ giúp cán bộ đảng viên Lào vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, làm phong phú sâu sắc thêm tình cảm đặc biệt giữa hai địa phương. Sáng nay, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hợp tác phòng chống ma túy giữa Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Công, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Với mục tiêu cụ thể là giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy, Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo công an các đơn vị địa phương, trong đó giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, phối hợp Công an huyện Nam Giang và Công an huyện Tây Giang, hợp tác với các lực lượng Công an tỉnh Sê Công Lào, đảm bảo tình hình phòng chống ma túy trên tuyến biên giới Quảng Nam Sê Công, trọng tâm tuyên truyền cho người dân 14 xã biên giới không trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy, phối hợp lực lượng bộ đội biên phòng, hải quan phát hiện bắt giữ 2 vụ 3 đối tượng mua bán vận chuyển trái phép 7 bánh cần sa khô, phối hợp phát hiện bắt giữ 7 vụ 10 đối tượng phạm tội về ma túy trong khu vực nội địa của tỉnh. Trong năm phát hiện bắt giữ khởi tố 201 vụ, 368 bị can phạm tội về ma túy. Đáng chú ý, một số đối tượng cốt cán đã móc nối với các đối tượng ngoại tỉnh, hình thành các đường dây phạm tội về ma túy liên tỉnh, liên huyện có tính chất phức tạp và mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn so với thời gian trước đây. PC04 Công an tỉnh đã phát hiện bắt giữ 3 vụ mua bán trái phép chất ma túy từ tỉnh Nghệ An về tỉnh Quảng Nam tiêu thụ, thu giữ 10 bánh heroin và 2.000 viên ma túy tổng hợp. Toàn tỉnh hiện cũng có 767 người nghiện và 525 người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý. Các tin tức thời sự đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến thăm chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng. Trong không khí ấm áp mùa Giáng sinh, thay mặt lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn chúc mừng Linh mục Mai Thái, Phụ tá Giám quản cùng các linh mục, đồng bào Công giáo mạnh khỏe, hưởng một mùa Giáng sinh an lành, vui tươi, hạnh phúc và tiếp tục có những đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn ghi nhận những đóng góp của các vị chức sắc và bà con giáo dân, trong đó có giáo phận Đà Nẵng, đã luôn đồng hành cùng khối đại đoàn kết dân tộc, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời mong các vị giám mục, chức sắc và bà con giáo dân tiếp tục sự nghiệp cùng với Đảng, chính quyền và mặt trận xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Linh mục Mai Thái, Phụ tá Giám quản cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và khẳng định rằng đồng bào Công giáo luôn sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết cùng xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.
Thưa quý vị, chiều tối nay tại quảng trường 24 tháng 3 thành phố Tam Kỳ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khai mạc triển lãm trưng bày thành tựu sản phẩm ô cốp Quảng Nam năm 2023. Đây là cơ hội lớn để các chủ thể ô cốp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh việc quảng bá, kết nối đối tác tiêu thụ sản phẩm. Diễn ra trong 3 ngày từ ngày 21 đến 23 tháng 12 tại quảng trường 24 tháng 3 thành phố Tam Kỳ. Triển lãm trưng bày thành tựu sản phẩm ô cốp Quảng Nam năm 2023 được tổ chức với quy mô 100 gian hàng, bố trí hơn 200 sản phẩm đạt chuẩn ô cốp các hạng sao của hơn 100 chủ thể là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, một số chủ thể sản phẩm ô cốp ở thành phố Đà Nẵng cũng đăng ký tham gia trưng bày. Các sản phẩm tại triển lãm lần này là các sản phẩm được công nhận đạt chuẩn ô cốp hạng 3 sao trở lên, đa dạng về ngành hàng, mẫu mã, chủng loại, phục vụ khách tham quan và các đơn vị thu mua để kết nối xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Thông qua sự kiện này nhằm quảng bá sản phẩm ô cốp của Quảng Nam, giúp người tiêu dùng có điều kiện tiếp cận nhiều loại sản phẩm ô cốp, từ đó góp phần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nhanh và bền vững. Thưa quý vị, thực hiện theo kế hoạch của Bộ Công an, sáng ngày 15 tháng 12, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Và cũng chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, trên địa bàn tỉnh đã có 3 vụ việc vi phạm pháp luật nổi cộm được đưa ra ánh sáng. Một nhận điệu trong tháng tuần này, chúng tôi xin được điểm 3 vụ việc nêu trên. Vụ việc mới nhất, tối qua ngày 20 tháng 12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Quảng Nam đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng Trương Hoàng Lạc, Dương Quang Vinh, Bùi Thị Trương Thảo, Trương Thị Thủy để điều tra hành vi tham mô tài sản, ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tôn Thị Kim Liên và Lê Minh Cường để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Quá trình xác minh điều tra vụ việc xảy ra tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam xác định, từ năm 2018 đến nay, các đối tượng Trương Hoàng Lạc, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam, Dương Quang Vinh, Thuyền trưởng, Bùi Thị Trương Thảo, Kế toán trưởng và Trương Thị Thủy, Thủ quỹ, đã thực hiện việc lập khống hồ sơ chứng từ nhiên liệu là dầu diesel và nhớt để chiếm đoạt tiền của nhà nước với tổng số tiền hơn 634 triệu đồng. Liên quan đến vụ việc, đối tượng Tôn Thị Kim Liên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Liên Hiệp Phát đã xuất khống cho Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam 142 hóa đơn giá trị gia tăng với hơn 19.000 lít dầu diesel, thành tiền là 234 triệu đồng. Ông Lê Minh Cường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thuận Nhân Phát, xuất khống cho Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam 133 hóa đơn giá trị gia tăng với 17.000 lít dầu diesel, thành tiền hơn 383 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Trước đó, chỉ 2 ngày, tức vào tối ngày 18 tháng 12 trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tổ chức dừng kiểm tra xe biển kiểm soát 92A30701 do Nguyễn Văn B, sinh năm 1997, trú huyện Tiên Phước, Quảng Nam điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe đang vận chuyển 5 bình khí cười N2O. Lái xe khai nhận thường xuyên sang chiếc khí cười để bán tại địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, và khi đang vận chuyển khí cười từ nhà vợ tại xã Bình Trung, huyện Thăng Bình đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ. Tiến hành kiểm tra tại nhà vợ của B và kho chứa hàng tại kho chứa hàng thuộc phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, lực lượng công an phát hiện thu giữ 154 bình kim loại có khối lượng khác nhau, trong đó có 50 bình chứa khí cười. Lực lượng công an đã tạm giữ tang vật, phương tiện để tiếp tục điều tra xử lý. Thưa quý vị, cũng chỉ cách 3 ngày trước đó nữa, tức ngày 15 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Tiên, sinh năm 1991, trú phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, Trần Thị Tiên là quản lý của xưởng may do ông Huỳnh Nguyên Vũ, trú phường Sơn Phong, thành phố Hội An làm chủ.
Trước đây từng mở xưởng may, nhưng làm ăn thua lỗ nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông Vũ. Tiên nhờ em rể của mình là Hán Đức Anh đóng giả là người cung cấp vải may mặc, sau đó đưa ra thông tin không có thật với ông Vũ là có khách đặt đơn hàng quần áo số lượng lớn, cần phải nhập nguyên liệu về gia công. Đồng thời, Tiên cung cấp số điện thoại của anh để ông Vũ liên hệ. Do tin tưởng Tiên nên ông Vũ đã liên hệ với anh để trao đổi, mua nguyên liệu. Anh đã dùng hình ảnh sản phẩm và hóa đơn nguyên liệu do Tiên chuẩn bị sẵn gửi cho ông Vũ để ông Vũ thanh toán. Với chiêu thức này, Tiên đã chiếm đoạt tài sản hơn 1 tỷ đồng. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Tiếp theo chương trình như thường lệ là bản tin dự báo thời tiết do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam cung cấp. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự tiếp theo. Thành phố Tam Kỳ nhiều mây, có mưa vừa, có lúc có mưa to, đêm và sáng trời rét, ngày trời lạnh. Nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, độ ẩm từ 93 đến 98%, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, giật cấp 5. Thành phố Hội An nhiều mây, có mưa vừa, có lúc có mưa to, đêm và sáng trời rét, ngày trời lạnh. Nhiệt độ từ 18 đến 20 độ, độ ẩm từ 92 đến 98%, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, giật cấp 5. Thị xã Điện Bàn nhiều mây, có mưa vừa, có lúc có mưa to, đêm và sáng trời rét, ngày trời lạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 21 độ, độ ẩm từ 90 đến 97%, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, giật cấp 5. Thị trấn Núi Thành nhiều mây, có mưa vừa, có lúc có mưa to, đêm và sáng trời rét, ngày trời lạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 21 độ, độ ẩm từ 93 đến 98%, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, giật cấp 5. Thị trấn Prao nhiều mây, có lúc có mưa, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, độ ẩm từ 90 đến 97%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Thành Mỹ nhiều mây, có lúc có mưa, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, độ ẩm từ 92 đến 98%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My nhiều mây, có mưa, có lúc có mưa vừa, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ, độ ẩm từ 95 đến 99%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3.